안녕하세요. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Nếu như các bạn là fan của K-pop thì chắc các bạn không thể bỏ qua các chương trình ca nhạc được phát sóng trên truyền hình đúng không ạ? Và có thể nói là một tuần 7 ngày, ngày nào cũng có các chương trình âm nhạc rất là thú vị, hấp dẫn. Đây không chỉ là nơi để các nghệ sĩ quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình mà còn là cuộc chiến giữa các fandom để mang về cúp cho thần tượng của mình nữa. Có thể kể ra một số show âm nhạc nổi tiếng như là thứ ba thì có Talk Show được phát sóng trên kênh SBS MTV, thứ tư có Show Champion được phát sóng trên kênh MBC Music. Mình đã từng được đi xem show này rồi. Nếu như các bạn sang Hàn thì nhất định phải đi xem thử một lần. Cảm giác khi mà các bạn xem ở trong trường quay thì nó cũng khá là khác so với khi mình xem concert ở sân vận động. Thứ năm thì có Em Countdown của Mnet. Thứ sáu thì có Music Bankư của KBS. MBC còn một show âm nhạc nữa, đó là Show Umak Jungsim được phát sóng vào thứ bảy. Và cuối cùng là Ingi Gayo của đài SBS được phát sóng vào ngày Chủ nhật. Mỗi chương trình âm nhạc này thì sẽ có cách tính điểm hơi khác nhau một chút. Ví dụ như là Talk Show thì sẽ có cách tính điểm như sau ạ. Thứ nhất là Eumbun Jeomsu là điểm nhạc số. Thứ hai là Eumban Jeomsu là doanh số bán album. Tiếp theo là Thùng Yong Sang là lượt view ở trên YouTube. Tiếp theo là Chon Mun Ka, Chon Su là điểm từ các chuyên gia. Nữa là điểm bỏ phiếu trước chương trình, Sa Chan Tupio. Và cuối cùng là Shin Shikan Tupio là điểm bỏ phiếu ngay tại thời điểm phát sóng. Em Countdown cũng có cách tính điểm dựa trên Eumbun Panmae Jeomsu là điểm nhạc số, Eumban Panmae Jeomsu là doanh số bán album. Và social media là điểm ở trên các mạng xã hội. Ngoài ra thì còn có điểm Global Fan Tupio là điểm vote của fan trên toàn cầu. Và cuối cùng đó là điểm Mnet Bangsong Jeomsu là điểm phát sóng của Mnet. Music Bankư thì lại có các hạng mục tính điểm như sau: Digital Jeomsu điểm nhạc số, Eumban Jeomsu doanh số bán album. Tiếp theo đó là điểm Shichongcha Sonnodo Jeomsu, đó là cái điểm khảo sát mức độ yêu thích của khán giả. Và cuối cùng cũng là Bangsong Jeomsu là điểm phát sóng. Như các bạn thấy thì trong các tiêu chí tính điểm của các chương trình ca nhạc đều không thể thiếu thứ nhất là điểm nhạc số, thứ hai là doanh số bán album, thứ ba là lượt view trên các mạng xã hội và thứ tư đấy là điểm vote của khán giả. Ngoài ra thì các chương trình còn tạo ra sự khác biệt cho mình bằng các cách tính điểm khác nhau. Ví dụ như là Ingi Gayo thì không có điểm từ các chuyên gia mà thay vào đó sẽ là điểm phát sóng ở trên các kênh radio của họ. Ngoài ra thì hiện nay không chỉ mạng xã hội thì không chỉ giới hạn ở YouTube nữa mà cái điểm mạng xã hội này còn mở rộng ra cả Twitter hay như là Weibo. Một điểm nữa có thể thấy là đã được thay đổi rất nhiều ở các chương trình ca nhạc này, đó chính là có thêm điểm vote dành cho khán giả nước ngoài thay vì chỉ giới hạn cho fan Hàn như trước đây. Ví dụ như là các bạn thấy cả Em Countdown lẫn là Show Umak Jungsim thì đều có hạng mục đấy là Global Fan Tupo dành cho fan toàn cầu. Các show ca nhạc này cũng có quy định khá nghiêm ngặt về tiêu chí đề cử. Ví dụ như là các ca khúc nhạc phim hoặc các bài hát nằm trong các show tuyển chọn thì sẽ không được đề cử. Các bài hát đã giành được cúp 3 tuần liên tục thì cũng sẽ không được đề cử tiếp. Hoặc là một ca sĩ thì chỉ có một bài hát thì chỉ được có một bài hát nằm trong bảng xếp hạng. Hoặc là mỗi album thì cũng chỉ được có tối đa là 2 bài nằm trong bảng xếp hạng thôi ạ. Có thể thấy là các show ca nhạc ở Hàn thì rất là phong phú đa dạng và có tính cạnh tranh rất là mạnh. Vì thế mà các chương trình này không ngừng thay đổi các quy định về tiêu chí đề cử để có thể phù hợp với cả thị hiếu cũng như là nâng cao chất lượng chương trình của mình. Và để kết thúc tập hôm nay thì mình có một câu hỏi nho nhỏ gửi đến cho các bạn. Đó là các bạn hãy kể tên nghệ sĩ có số lần đạt cúp nhiều nhất trên hai show âm nhạc cuối tuần, Show Umak Jungsim và Ingi Gayo. Các bạn hãy để lại câu trả lời ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Annyeong.